Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh. Với tình hình Covid hiện nay thì Thanh tin chắc chắn việc làm sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Một số bạn học sinh ở Việt Nam muốn sang Úc du học thì đang rất là phân vân, không biết là mình nên chọn ngành gì để mà có tương lai. Thì trong video ngày hôm nay, Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người top 5 ngành nghề có mức lương cao nhất ở Úc hiện nay trong năm 2021. Video chắc chắn sẽ rất hữu ích, vì vậy các bạn hãy tiếp tục theo dõi video nha. Cuộc khảo sát mới nhất của Michael Page, và trong cái báo cáo của họ có tên là Talent Trends năm 2021, thì sau đây sẽ là top 5 ngành nghề có mức lương cao nhất tại Úc. Thì đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là giám đốc bán hàng. Thì ngành nghề này lúc nào cũng hot mọi người, bởi vì những người có thể đảm nhiệm cái vị trí mà giám đốc bán hàng thì chắc chắn họ phải là những người có năng lực thực sự. Bởi vì cái vị trí này là người mang lại doanh thu trực tiếp cho công ty luôn. Và Thanh thấy cũng khá là hợp lý, bởi vì nếu bạn có thể mang lại doanh thu cao cho công ty thì chắc chắn công ty cũng sẽ trả cái mức lương tương ứng với những gì bạn có thể làm được cho công ty. Mức lương trung bình của ngành nghề này là khoảng 260.000 đô la Úc trong vòng 1 năm, và cộng thêm những cái khoản thưởng và hoa hồng nữa, nó tầm khoảng là 50.000 đô cho đến 150.000 đô 1 năm nữa, thì mức lương cũng rất là cao đúng không mọi người? Và đặc biệt năm nay là Covid đang hoành hành, bởi vì vậy những giám đốc bán hàng nào mà đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin online, rồi những cái lĩnh vực y tế, thì đây chính là cơ hội cực kỳ lớn để cho họ phát triển doanh thu của họ. Để trở thành một giám đốc bán hàng thì bạn có thể bắt đầu từ cái vị trí đó là tư vấn bán hàng. Sau đó bạn có thể trau dồi thêm những cái kỹ năng cũng như là kiến thức trong ngành nghề đó, để mà mình có thể đảm nhận thêm nhiều cái vị trí hơn, cũng như là được sự tin tưởng từ cấp trên, và mình có thể thăng tiến dần để trở thành là giám đốc bán hàng sau nhiều năm kinh nghiệm. Và xếp ở vị trí thứ tư đó chính là CTO, Chief Technology Officer. Thì ngành này chính là giám đốc công nghệ. Với cái tình hình phát triển công nghệ chóng mặt như hiện nay, và lại có thêm những thách thức không hề nhỏ từ Covid-19, vì vậy cái ngành nghề này lại càng có đất để mà dụng võ mọi người. Lương của một giám đốc công nghệ là tầm khoảng 320.000 đô cho vòng 1 năm. Nó tăng 20.000 đô so với năm 2019. Để có thể trở thành một giám đốc công nghệ thì chắc chắn là bạn phải hoàn thành một khóa học cử nhân hoặc là cao hơn trong cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, và đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực như là an ninh mạng, rồi data dữ liệu lớn, cộng thêm là AI nữa. Rồi sau khi ra trường là các bạn phải có khá nhiều năm kinh nghiệm để tích lũy những cái kiến thức cho bản thân mình, cộng thêm là phải học hỏi và trau dồi thêm những cái khả năng lãnh đạo cũng như là đưa ra những chiến lược quyết định cho công ty. Và thường những người mà có thể đảm nhận được cái vị trí này thì phải có ít nhất là 15 năm kinh nghiệm. Và đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là bác sĩ phẫu thuật. Thì Thanh cũng không có quá ngạc nhiên, bởi vì theo bản thân Thanh thì cái lĩnh vực y tế lúc nào cũng hot hết. Lúc nào thì mọi người cũng cần để mà bảo vệ sức khỏe cho mình mà đúng không? Thì lương của một bác sĩ phẫu thuật sẽ tầm khoảng là 320.186 đô cho vòng 1 năm. Và đặc biệt hơn nữa, những bác sĩ phẫu thuật mà khoa thần kinh đó mọi người, thì mức lương nó sẽ từ khoảng là 600.387 đô cho vòng 1 năm. Trời ơi, mức lương kiểu cực kỳ kinh khủng. Trời ơi, cái mức lương đó nó cao khủng khiếp mọi người. Khi mà Thanh đọc được cái kết quả đó, Thanh kiểu bị sốc và ngạc nhiên luôn á. Tại vì đó là một cái số tiền quá lớn để mà có thể kiếm được trong vòng 1 năm. Tuy nhiên khi mà Thanh nhìn lại là làm thế nào mà họ có thể đạt được cái vị trí đó, thì Thanh thấy cái mức lương đó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì họ đã phải bỏ ra rất là nhiều thời gian và dành rất là nhiều tâm sức cũng như là công sức để mà nghiên cứu, để học hành, để có được cái vị trí đó. Thì bây giờ trên màn hình Thanh sẽ đưa ra những cái yêu cầu nhất định cơ bản để có thể trở thành một bác sĩ mọi người. Và xếp vào vị trí thứ hai đó chính là bác sĩ gây mê. Thì các ông bác sĩ gây mê và ông bác sĩ phẫu thuật này là hai anh bạn đồng nghiệp với nhau. Thì cái mức lương của họ cũng là tương đương nhau.
Vì cái sự rủi ro cũng như là cái tính chất phức tạp trong cái ca phẫu thuật và trong cái nghề nghiệp mà họ phải đảm nhận á, thì cái mức lương của họ là tương ứng với những công sức của họ bỏ ra, đó chính là 385.242 đô cho một năm. Thì mình tính ra tiền Việt Nam của mình nó tầm khoảng tới là 6 tỷ 7 đô cho vòng một năm đó mọi người. Mà đây chỉ là mức lương trung bình thôi nha, chứ có nhiều người có thể kiếm nhiều hơn cái số đó nữa luôn á. Và tương tự như trên, để tiết kiệm thời gian cho cái video thì Thanh sẽ để trên cái màn hình này những điều kiện cần thiết và cơ bản để có thể trở thành một bác sĩ gây mê với cái mức lương cao như vậy. Và tiếp theo, bây giờ là giây phút quan trọng nhất, đó chính là cái ngành nghề có mức lương cao nhất tại Úc. Các bạn có tò mò và thắc mắc đó là ngành nghề gì không? Khi mà đọc đến cái ngành nghề này á mọi người, Thanh kiểu hơi bị ngạc nhiên một chút xíu, bởi vì trong tâm trí của mình không nghĩ đây là ngành có mức lương cao nhất tại Úc, vậy mà nó chính là ngành nghề có mức lương cao nhất. Bây giờ thì Thanh sẽ bật mí luôn cho các bạn nha. Ở vị trí thứ nhất đó chính là luật sư. Mọi người có thể tưởng tượng được không, ngành luật sư là ngành đang rất là hot tại Úc luôn, đang dẫn đầu trong tất cả các ngành nghề. Tuy nhiên là Thanh phải giải thích rõ hơn ở chỗ này nha mọi người, bởi vì không phải những luật sư bình thường đều có mức lương cao nhất tại Úc đâu. Mà để trở thành một luật sư có mức lương cao nhất tại Úc như là trong bảng xếp hạng á, thì bạn cần phải là một đại luật sư. Tức là bạn phải là người đứng đầu và quản lý tất cả những cái người luật sư còn lại của một ban cố vấn hoặc là một bộ phận trong một cái tập đoàn lớn, một cái công ty thật là tầm cỡ tại Úc, hoặc là trong bộ máy của cơ quan chính phủ trong nhà nước. Và mức lương của một đại luật sư nó sẽ tầm khoảng là 438.000 đô cho vòng một năm. Nếu mà các bạn đổi ra tiền Việt Nam á, thì nó sẽ tầm khoảng là 7 tỷ 6 trong một năm. Trời ơi, một con số quá kinh khủng. Nói chung là để đảm nhận được cái vị trí này thì chắc chắn là các bạn cũng phải học hành rất là chăm chỉ và nghiên cứu rất là nhiều, cũng như những cái ngành nghề ở phía trên là phải dành rất là nhiều thời gian và tâm sức cho nó thì mình mới đạt được cái vị trí như thế. Thì Thanh cũng để trên màn hình những cái điều kiện cần thiết và cơ bản để có thể trở thành một đại luật sư tại Úc là như thế nào nha mọi người. Sau khi mà đọc báo cáo về top những ngành nghề đang hot nhất tại Úc cũng như là có cái mức lương cao nhất tại Úc, thì Thanh rút ra được một cái kết luận cho mình, đó chính là nếu mà các bạn chọn những cái ngành nghề có liên quan đến công nghệ thông tin hoặc là liên quan đến y tế sức khỏe cũng như là luật pháp, thì chắc chắn cái cơ hội mà bạn có thể tìm được việc làm ở Úc cũng khá là cao. Thanh hy vọng là cái video này sẽ mang lại những thông tin rất là hữu ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video và theo dõi kênh YouTube của Thanh. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Thanh nha. Bye bye.